Chắc xe buýt à. Good morning. Ready for our next adventure? À, nó vẫn chưa cho mình. I've already prepared our first official route. The residents of Angel Shores are eager to see our new bus. Mình tới đây mình lấy xe nha. There it is. You can take over anytime you want. À, tới xe này đi. John the secret select the bus way. Anyway. Just board the bus, speak to the driver, and we'll take over the steering wheel. Ok, sao con? À, nói kìa. Ok. Vậy mình lên xe thôi nha. Ok. Hi boss. Taking over buses is surely one of the perks of owning a transit company. This route connects the two districts, Highlander Park and St. Anthony. Let's drive the route. And don't forget what you learned yesterday. Okay, okay, luôn. And like my grandma always said, safety first. Mind the pedestrians and keep a close eye on the traffic. Okay. Oh no. Giờ đi lại thực tập lại nha các bạn. Thực tập kiểu nãy thất bại rồi. Áo. Ôi cha ơi, đụng con kia nữa rồi. Vô rồi. À, ok. À, có khách lên rồi đó. Ồ, có khách lên rồi đó. Ok. Kiểm tra vé nha. Ok. Giờ mình vô trong xe nè, mình kiểm tra vé nè. Ông này ổng đòi vé thì mình nè. À, đây. Children vé nha. Rồi. Lấy vé đưa ổng à. Ủa sao lại lấy chưa được. Thanks. Ờ, ok. I think I'll need several tickets. Ok, người lớn tuổi nha. Ờ, một vé luôn. Green nè. Ủa đâu mất tiêu rồi. I want to go fishing again, but my fishing rod broke. Time to get a new one. Ấy, sao kìa. In in vé mình đưa cho ổng mà không được ta. Conversations you overhear on buses are really great. Kì vậy? À, ông bỏ ông đi rồi. À, không có vé ông bỏ ông đi. Kỳ vậy ta. Sao mình nãy mình lấy cái này lấy được à. Đó, bây giờ mình làm lại đi. Nãy nhỏ đó mình lấy vé mình đưa nó cái một à. Ông này mà in rồi à, in rồi một vé nè. In rồi mà sao lấy không được là sao? The passenger bus a different ticket. À, ông này muốn cái vé khác. Ồ, ông này cũng khó tánh thiệt chứ. Ồ, ông nội này thiệt, đi rồi. Thôi kệ ông đi. Đi rồi thì thôi mình lái xe nha. Ok. Ok, kệ nó, kệ ông đi. Giờ có nhiều hành khách là mình lên chở nhiều. Đó. Ủa, sao kìa. À, có một ông này.
chém hoa chém sặc nha, như một cậu bé. Ồ, bữa nay xe buýt được hai người nhá. Ok rồi, lên đường. Rồi, cửa số 2 nữa. Cửa số 1 với cửa số 2 nữa. Rồi, ok. À, chào. Ok. Ngán làm cho được tiễn nha. Em làm không tiễn kiểu này chết rồi. À, trời ơi. Đó luôn đi. Không, bên kia bỏ một trạm rồi, chết tôi rồi. Ô, thua rồi. Không đi trạm đó là nó bị coi. Không đi qua trạm đó là nó cho mình thua rồi. Vậy mình phải qua lại trạm đó là đi lại nha. À, đi lại trạm đó nha. À. À, chờ. Nhỏ nó thấy. Nó thấy vậy nó mới chạy nhanh, thiệt là nhanh, nó thoát được mình chứ thôi là mình tàn đời mình rồi, trời ơi là trời. À. Đường ngược chiều. À, xin lỗi, vô đường ngược chiều. Trời ơi trời, tối tôi không. Lỗi này nặng lắm rồi, làm sao được tiễn đây. Ok. Tại tôi đi đường ngược chiều, giờ cái cửa nó quay ra bên ngoài rồi các bạn ơi. Hả? À, trời. Hành khách bỏ đi hết trơn rồi, từ này nặng rồi, nặng tội rồi. Trời ơi. À, trời. Trời ơi. nặng tội rồi. Rồi. Giờ khách đã bỏ đi hết trơn rồi. Trời đất ơi, chết rồi. Nặng tội rồi. À, có ông nào xuống không? Không có ai xuống chưa không? Không ai xuống rồi tôi đi tiếp ạ. À. Ok. À, chém hoa chém sặc. Ủa sao hoa dưới vậy ta? Ngộ. Chị bệnh này lòi bệnh kia kỳ thiệt chứ. Này không chỉ cái gì vậy ta ơi. Rồi mình tiếp tục đi theo cái đường chỉ dẫn á. Thì mình sẽ đón khách và trả khách đúng nơi đúng chỗ thì nó sẽ tiễn mình thôi. Ngọn tiễn thôi. Có chuyện sao giờ, biết sao giờ. Tay nghề tôi lái được vậy thôi chứ. À, có chạm trước nữa kìa. À, còn một cái chạm nữa nha. Ê, trời. Oh my god. Ok. À. Rồi có anh khách lên kìa. À, có anh nhỏ xuống. Transport company was shut down by the city's local government because it didn't adapt to the changing needs of the public. Rồi đi hỏi vé hả? À, vé này là vé nít hơn người lớn ta.
That's why all the old bus stops are still found around the city. Yeah, bình thường nha. It's true that some need a fresh coat of paint, but they'll do just fine for now. Okay. Ủa sao kỳ vậy? Rồi bác sư loại giấy khác nữa. Kỳ vậy? Loại giấy nào? Cái này hả? Ồ, khách này à. Rồi ok. Oh, differently. Check rồi ra. Kỳ vậy? Tôi in 3 cái loại này rồi mà không được nữa thôi luôn á. Ồ. Oh. Hey, mấy khách, mấy vé. Hai vé hả? Oh, the passenger request a different code ticket. Trời ơi. Kỳ vậy? Tên ba loại vé rồi, vẫn yêu cầu loại vé khác rồi. Thôi đuổi xuống đi. Chơi gì? À, loại nào cũng chịu chứ mày. Thôi tao không muốn chơi với mày nữa. Hả? Children hả? Children ticket hả? Ồ, không chịu. Children ticket nó không chịu kìa. Rệt mà. À, nó chiếu ranh thiệt, nó rồi chiếu ranh thiệt chứ. Tờ vé này vé bình thường à. Ở gì khổ, mấy người làm xe buýt cũng khổ đó chứ. Ồ, đứt có ranh tiết kịch nữa. Trời ơi. Vé tuần cũng không được luôn. À. Ok. Vé này đi ha. Ồ, oh, không được luôn kìa. Chiếu ranh hả? Không nổi này mà chiếu ranh gì? Trời ơi. Ồ, oh, chú cha ơi, thằng đó vậy mà chiếu ranh đó hả? Kỳ vậy mày lường gạt với mày. Ok. Ồ, oh, ok. Rồi, đóng cửa thôi. Rồi, đóng hai cánh cửa là mình có thể chạy được rồi. Ok, đi lên đường nha. Go, go, go. Đấy. Lớn già đầu vậy mà nó đòi vé chiếu rinh. Thôi, chém hồi chém sạc con. Trời ơi, hồi nó đưa con đi bác sĩ nữa rồi. Hò miết à. Đấy. Ok. Ok. Ồ, khách lên quá trời luôn nha. Bữa nay xe buýt đông đủ nha. Đông vui nha các bạn. Ok. Rồi vô nè, vô chết in vé nữa nè. À. À, yeah. Ok, in vé ha. Bà này thì chắc già rồi, cho nên vé thông thường đi ha. I'll never go on foot again. Taking the bus is just so much fun. Oh, vậy mà cũng đòi vé khác nữa, thì là sao? Khó chịu chứ. Người già đi ha, thử có được không? Rồi. Yeah. Người già đi. Vé tuần hay là vé một vé. Rồi, in đây thử coi. Rồi, ok, người già nó chịu rồi đó. Oh, vé hả? Ồ, trời, lên đông dữ vậy. Người này là người nào? À, có vé không chưa mày? Oh, that's what she meant. Được không? Ok. À, không được, nó chịu, không chịu. Why can't we communicate via hologram? Chờ một chút mà. Ok. Nó bỏ đi, dần 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 nó bỏ đi rồi, rồi cả nó. Không. Kiểm tra coi xe buýt rồi được mấy người. Hai. Hai, hai bà già, hai đó, hai nhỏ. À. Ok. Ông già bà già.
Hai đứa nhỏ, ok được rồi. Đó. Giận bỏ xuống chân. Rồi hành khách kiểu này là thua rồi. Hành khách giận rồi, bọn ơi, hành khách giận là mình thua rồi. À, trời 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 trời. À, xin lỗi. Ê, chém ho chém sạc con, kỳ quá. Thằng con này nó bị ho hoài trời. Ơ trời 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 ơi, chết mẹ rồi. Ồ, cái loại xe này nó nhạy ghê á. Xe buýt rất là khó nha các bạn, không dễ đâu. À, được rồi. À, ok, mở cửa rồi đó, lên đi. Ồ, có người lên mà không cho vé cả. Đâu, mà tao đi xuống tao đòi. Tao đi xuống tao đòi. Đó, bên này giờ chơi, 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 chơi. Kỳ vậy. Đó, đi xuống rồi. Vé đâu? Hàng này vé đâu mày? Hả? Thấy rõ ràng, à, nó vé, nó có mùi vé tháng chứ. Này không có vé. Đi mua vé đi mày. Already checked it. À, rồi kệ nó đi, nó nít mà nhỏ xíu, thôi cho nó đi đi. À. Ok. Rồi bây giờ mình lại tiếp tục nha. Chà 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 chà, đóng cửa chứ. À, không đóng cửa mình đòi chờ đi nè. Sao được. Rồi, à, chấm ho chấm sạc con ơi, con. Bữa nay là thêm cái trứng ho nữa chứ, hồi xưa đâu có ho đâu. Hồi xưa chỉ có chậu ngược thôi à, bây giờ nó ho nữa. Khổ ghê. À, trời 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 trời. Này. Rồi chạm cuối nha các em. Trời ơi chết mẹ rồi, chạy về thua rồi. Rồi, ok. Tiện khách nha. Tới bến rồi mấy em ơi. Xuống hết đi. Oh, look at that. It's our first payday already. The city will keep rewarding us regularly, so long as we continue driving the routes and providing our passengers a great service. I've got an idea of how to spend our first paycheck. Ah, bye, bye, bye. And follow me. I have a little surprise for you. Ok.
vehicle maintenance. Tiền được nhiều tiền đây nè, không lái xe buýt có nhiều tiền nữa hả? Ít tiền quá, đi ăn cướp 10.000 ở nhà nâng á. Rồi ok, cảm ơn các bạn theo dõi nha. Bữa nay mình đã hoàn thành cái chuyến xe buýt của mình rồi. À, mình được tuyển vào làm nhân viên lái xe buýt rồi. Bây giờ mình cất xe lên trên lề nha. Ok, thằng bé này thiệt là tình à. Oh, đóng cửa lại. Rồi, ơi chém mò chém sạc con. Đó, đưa lên lề ra. Ok. Rồi, OC xin chào các bạn nha. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo nha. Bây giờ mình sẽ nghỉ ngơi thôi. Tới bến rồi. Woo! Khỏe. Lần tới mình lái xe này nữa nha.